toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 tập 92 Mắt rắn nguyền rùa Triệu mãn duyên ngẩn người mắt rắn nguyền rủa không hấp dẫn rắn xung quanh tới được, Du Viu nói. Nhưng phiền phức rồi. Nhanh, mang thiếu nữ Medusa ra, chúng ta nhất định phải lấy được nước mắt của nó, Mạc Phàm nói. Du Viu gật đầu, phóng thích hoa ăn thịt người ra ngoài. Hoa ăn thịt người chui ra từ dưới cát, mở búp hoa to lớn ra, lộ ra Medusa nhỏ có vết thương trên người, đang mê man mang Medusa nhỏ ra ngoài, cái đuôi dài cùng phần thân kết hợp lại kỳ dị làm cho tất cả người xem thổn thức, không ít người đây là lần đầu tiên thấy Medusa ở khoảng cách gần. Lấy nước mắt như nào đây? Duviu có hơi mù mịt, hỏi. Tôi cũng không biết, chát cười khổ nhìn mọi người. Lần này mọi người có chút há hốc mồm, rốt cuộc là có cho Medusa nhỏ tỉnh lại hay không? Làm nó tỉnh thì cũng không biết như nào với mọi người, không tỉnh thì lấy nước mắt Medusa như nào giống như là không có ai biết lấy nước mắt của medusa nhỏ cũng chưa từng nghe yêu ma có thể chảy nước mắt chúng ta đang lãng phí thời gian mục bạch nói nguyền rùa bắt đầu tiếp tục lan tràn mọi người còn chưa tới được khu vực an toàn mọi người vừa chạy về phía con mương vừa nghĩ cách nhưng trung quy là không dám làm cho medusa tỉnh lại có trời mới biết medusa nhỏ sau khi tỉnh lại có truyền tin tức gì với những xà yêu khi mọi người không phát hiện được phía trước phía trước hình như có người vani ở phía trước đội ngũ mở miệng nói nơi này không phải khu vực an toàn làm sao mà có người được mạc phòng không hiểu hỏi mặc đồ của quân đội vani nói hẳn là đại đội hộ tống quân đội cũng có những lúc phái đại đội ra ngoài tuần tra thanh lý một số ít mầm họa gần thành thị đặc biệt là mặt bên của thành thị như vậy có thể làm cho đoàn xe chở vật tư tài nguyên vào chát hơi mừng rỡ nói nơi này còn cách khu vực an toàn một đoạn. Cairo vào trạng thái thủ thành, quân đội sẽ không rời phòng tuyến. Khả năng duy nhất là bộ đội hậu cần bảo vệ chuyển vận vật tư. Chát không nghĩ là vận may của bọn họ lại tốt như vật, vừa vặn gặp được quân đội đi bảo vệ vật tư vào thành. Như vậy bọn họ chỉ cần đi theo đại đội hộ tống thì có thể an toàn vào thành. Vậy thì quá tốt rồi, đi nhanh thôi. Vani thở dài một hơi. Ở nơi hoang vu không đụng phải yêu ma mà là người, thì tuyệt đối là điều làm cho người ta mừng rỡ như điên, mắt rắn nguyền rủa không có phát tác nhanh như vậy, xà yêu cũng không đuổi cùng giết tận, như vậy thì chân chính bọn họ tới được Cairo an toàn. Đội tuần tra hộ tống cũng không ít người, có khoảng chừng 200 quân pháp sư, đi ra từ thành thị thì cũng phải là tinh anh, nếu không người đông nhưng thực lực không đồng đều sẽ dẫn tới nhiều yêu ma hơn. 200 quân pháp sư cũng đi về hướng của bọn họ, hai đội ngũ chạm mặt nhau, dẫn đầu là một người mặc quân y màu bạch sa khuôn mặt được che bằng tấm chắn cắt sáng màu loại tấm chắn này không chỉ ngăn được hạt bụi nhỏ bé mà còn ngăn được một ít khí độc hơn nữa còn được ngâm qua nước thuốc bạch sa quân pháp sư nhìn thấy nhóm vanny bọn họ có vẻ là rất cảnh giác tiến vào giới bị ngay lập tức chúng tôi là thợ săn chúng tôi là thợ săn vanny cao giọng nói với những quân pháp sư mấy người từ đâu tới đây bạch sa quân pháp sư dùng tiếng ai cập để chất vấn Lúc này chát lập tức mở miệng, chúng tôi tới từ thành phố Tân Tô, vị quân gia này có thể mang chúng tôi đi một đoạn đường có được hay không? Bạch sa quân pháp sư cúi đầu, nói nhỏ với nam quân pháp sư có tròm dâu xóa như bờm sư tử. Một lúc sau bạch sa pháp sư mới ngẩng đầu lên nói với bọn họ, có thể, nhưng chúng tôi có nhiều vật tư quý giá. Chúng tôi cũng không có cách nào đảm bảo mấy người có phải thuộc băng đảng trộm cướp nào. Không, mấy người nói muốn theo chúng tôi, Vậy để chúng tôi nghiêm phong tinh thần lực của mấy người lại, tránh mấy người chơi trò ném đá dấu tay. Đóng tinh thần lực, vậy chúng tôi không thể sử dụng ma pháp sao, chắc sợ hãi, có hơi lo lắng. Cái này, thực lực của chúng tôi cũng không yếu, nếu mấy người xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng giúp được, không cần thiết phải nghiêm phong tinh thần lực được chứ. Vani cảm thấy có chút không an toàn, nói, có gặp chuyện thì cũng không cần mấy người phải ra tay, quân tinh nhuệ của chúng tôi có thể tiêu diệt những kẻ ngáng đường ngay lập tức chúng tôi là quân nhân mang theo nhiệm vụ bên người nhất định phải bảo vệ vật tư an toàn mấy người nếu không muốn thì xin mời cứ tự nhiên bạch sa quân pháp sư nói nghe theo bọn họ đi bọn họ là quân đội hơn nữa bọn họ còn có kinh nghiệm trên chiến trường hơn chát chúng ta sẽ được đảm bảo nhiều hơn sơ pha nói tôi cảm thấy vẫn nên tự mình đi mạc phàm có chút lo lắng nói nhánh quân đội này rất mạnh mạc phàm có thể cảm nhận được khí thức tỏa ra từ những người bọn họ như vì theo bọn họ mà bị niêm phong tinh thần thì khác nào kẻ tàn phế mạc phàm có ma pháp ở bên người mới cảm thấy an toàn cậu cho rằng chính cậu mạnh hơn quân đội ferrero nói mang theo sự xem thường chúng ta sắp tới rồi vẫn theo quân đội đi mắt rắn nguyền rủa của chúng ta sắp phát tác không nhanh trở về thành thị lấy được nước mắt của medusa thì hải đế nói được rồi mạc phàm suy nghĩ cẩn thận một chút phát hiện có mỗi mình là không đồng ý mọi người tự nghiêm phong tinh thần lực có một quan quân cố ý chạy tới kiểm tra sau đó lại thêm dồn dập ám ảnh đinh phong ấn hoàn toàn tinh thần lực sa as quân thống không có vấn đề gì quan quân kia làm thủ thế đại ca ca sao vậy ơ si xoa đôi mắt mơ hồ buồn ngủ có chút nghi hoặc hỏi hẳn là ơ si đã không ngủ trong một hai ngày không lâu sau khi ăn xong thì nằm nhoài trên lưng Mạc Phàm ngủ, Mạc Phàm để ơ si lên đà thú, hẳn là bị dừng bước yên tĩnh làm tỉnh dậy. Chúng ta gặp một nhánh quân đội Ai Cập, chúng ta lên xe cùng bọn họ quay trở lại. Nha, vậy chúng ta an toàn rồi. Ơ si nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn quân đội Ai Cập cho mình hy vọng, nhưng một giây sau nụ cười cứng lại, đôi mắt dần nổi lên sự sợ hãi. Mạc Phàm thấy thân thể nhỏ nhắn của Ơ si đang run rẩy kịch liệt, anh, người bắt chúng em đi, cùng, mặc một kiểu đồ giống như bọn họ, âm thanh đang run lên của Ophacy kêu lên. Lúc Ophacy toát ra vẻ sợ hãi, Mạc Phàm dùng vật chất hắc ám để tan rã những ám ảnh đinh trên người. Mạc Phàm đã trải qua quá nhiều chuyện, Mạc Phàm biết thiện ác tuyệt đối không phải do chức vị, loại y phục cùng thân phận của của một người quyết định được. Vì thế mà khi thấy quân đội Ai Cập, Mạc Phàm đã không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê Viu. triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia